Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Ukraine tuyên bố sản xuất hàng loạt UAV cảm tử tầm bắn 1.000 km Nhà thầu quốc phòng Ukraine tuyên bố đã sản xuất hàng loạt UAV tấn công tầm xa, có tầm tấn công 1.000 km, vũ khí có thể gây ra thách thức cho hàng phòng thủ của Nga. Uroboronforms, một nhà sản xuất vũ khí quốc doanh của Ukraine cho biết, nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt một dòng máy bay không người lái cảm tử. Lực lượng phòng vệ Ukraine đặt hàng UAV này cho các hoạt động tác chiến. Giám đốc điều hành Ukro Bronform Hetman tiết lộ tầm chiến đấu tối đa của vũ khí này là 1.000 km. Có rất nhiều nhà sản xuất, nhà nước và tư nhân ở Ukraine. Chúng tôi có loại UAV tương đương với Sahet và có những mẫu mạnh hơn vì Sahet không bay xa đến thế. Hiện tại chúng tôi tập trung vào việc sản xuất các dự án UAV phức tạp hơn với hiệu suất cao. Ông nói, đề cập tới UAV Sahed mà Kiev nghi là Nga mua của Iran về sơn lại. Euro Transform tiết lộ họ đang sản xuất ba dòng UAV góc nhìn thứ nhất, FPV, mới. Hiện tại chúng tôi rất nhiều UAV FPV. Chúng tôi giúp các công ty tư nhân mở rộng quy mô phát triển của họ. Chúng tôi đã ký thỏa thuận cấp phép với ba công ty lớn để sản xuất nguyên mẫu UAV của họ. Ông Smetanin cho biết, chúng tôi có nhân lực và cơ sở. Các bộ phận được giao đến và chúng tôi tiến hành sản xuất. Chúng tôi hỗ trợ tất cả những bên muốn mở rộng quy mô phát triển của họ, ông nhấn mạnh. Trước đó, Ukraine từng hé lộ về việc chế tạo UAV có tầm tấn công 1.000 km, nặng 75 kg. Ukrobronform tuyên bố rằng UAV mới do họ chế tạo có thể là một trong những vũ khí hiệu quả nhất của Kiev từ trước tới nay. Giám đốc dự án Oleg Borides tiết lộ uh, UAV này có đặc tính tương đương như UAV Sahel nhưng có đặc điểm khiến nó trở nên đặc biệt uav mới có tính năng tấn công cảm tử nhưng người ukraine không nghĩ đó là đủ chúng ta sẽ có một uav cảm tử có khả năng quay đầu trở về ông nói điều này có nghĩa là uav mới của ukraine có khả năng tấn công đối thủ vài lần quan chức ukraine chưa giải thích rõ hơn về cơ chế tấn công nhiều lần là gì ukraine cho biết đã sử dụng linh kiện từ nước ngoài để sản xuất uav này tuy nhiên phần mềm phương tiện liên lạc với các trạm mặt đất hoạt động lắp ráp và bảo trì các UAV đều do các chuyên gia trong nước đảm nhận. Truyền thông Ukraine cho hay, chiếc UAV mới này nếu được đưa vào biên chế có thể là câu trả lời cho chiến dịch tập kích quy mô lớn của Nga nhiều tháng qua vào cơ sở hạ tầng chủ chốt của Ukraine, sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác và máy bay không người lái cảm tử. Sự xuất hiện của dòng UAV mới với tầm tấn công lên tới 1.000 km có thể trở thành mối đe dọa lớn với Nga và có thể khiến cho cục diện chiến sự thêm phức tạp trong thời gian tới. Nếu Ukraine biên chế UAV có tầm tấn công 1.000 km, điều này có thể tạo nên sự thay đổi trên chiến trường, khi mà Kiev có thể mở rộng năng lực nhằm vào những mục tiêu xa hơn của Nga trong tương lai, mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn viện trợ của phương Tây. NBC, phương Tây và Ukraine trao đổi về điều khoản đàm phán hòa bình với Nga NBC dẫn một nguồn thạo tin ngày 4 tháng 11 cho biết, các quan chức của Mỹ và châu Âu đã thảo luận với chính phủ Ukraine về những điều khoản có thể là trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga nhằm chấm dứt xung đột. Các nguồn tin cho biết, cuộc thảo luận bao gồm việc phát thảo rộng rãi về những gì Ukraine có thể phải từ bỏ để đạt được một thỏa thuận với Nga. Theo NBC, cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh Mỹ và châu Âu lo ngại xung đột đang rơi vào tình thế bế tắc, trong khi phương Tây ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, khi phản hồi về thông tin của NBC, Tổng thống Ukraine tái khẳng định lập trường rằng hiện không phải là lúc để đàm phán với Nga. Ông cũng phủ nhận việc phương Tây đang gây sức ép buộc ông phải thực hiện điều này. Mọi người đều hiểu rõ lập trường của tôi, và đây cũng là lập trường chung của người dân Ukraine. Hiện giờ không có bất cứ ai gây sức ép buộc tôi phải đàm phán, kể cả các nhà lãnh đạo của Mỹ và EU. Đối với chúng tôi thì việc ngồi xuống và đàm phán với Nga ở thời điểm hiện tại sẽ không xảy ra. Ông Zelensky khẳng định trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu EU Ursula von der Leyen tại Kiev. Ukraine nhiều lần tuyên bố mục tiêu của nước này là giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, trong đó có cả bán đảo Crimea và sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi đẩy lùi hoàn toàn quân đội Nga. Nga hiện đang kiểm soát 17,5% diện tích lãnh thổ Ukraine. Động thái tiếp theo của Nga và Ukraine khi xung đột bế tắc Ukraine đã tiến hành phản công vào tháng 6 để giành thế chủ động và chia cắt tuyến tiếp tế của Nga bằng cách tiến công về phía Nam theo hướng biển Azov. Năm tháng trôi qua, mục tiêu trên vẫn là một giấc mơ xa vời của Kiev. Ukraine và Nga đang cố gắng đạt được đột phá đáng kể giữa bối cảnh quân đội hai bên đang phải phân tán dọc tiền tuyến trải dài hơn 1.000 km, Bộ Quốc phòng Anh cho hay. Những cuộc giao tranh ác liệt dọc giới tuyến khiến cho quân đội Nga và Ukraine khó có thể tập trung xây dựng lực lượng tấn công đủ mạnh để đạt được bước đột phá quan trọng. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zolony tuần này nói với The Economist rằng cuộc phản công của nước này không thể xuyên thủng phòng tuyến Nga bởi thiếu sự hỗ trợ về công nghệ và vũ khí từ phương Tây. Trong khi đó, các nhà phân tích quân sự cũng đánh giá cuộc phản công của Ukraine diễn ra vào đầu tháng 6 năm 2023, cho đến nay vẫn không thể đạt được đột phá hay là bất kỳ thành quả lớn nào về lãnh thổ do không thể xuyên thủng phòng tuyến kiên cố của Nga. Theo một phân tích của New York Times, chỉ có 0,2% lãnh thổ ở Ukraine có sự dịch chuyển từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng các phương tiện trên không là một nhân tố chính dẫn đến tình trạng bế tắc hiện nay. Cả hai bên đều có các hệ thống phòng không hiệu quả, ngăn cản chiến đấu cơ của đối phương hỗ trợ trên không cho các cuộc tấn công. Ông Chaluni trước đó trong bài bình luận trên Economist cũng đánh giá kiểm soát trên không là một nhiệm vụ quan trọng trong các chiến dịch trên bộ quy mô lớn. Chiến trường bế tắc Itorich, một binh lính 26 tuổi Ukraine chiến đấu ở khu vực phía đông cho biết Chúng tôi đã giao tranh trong hơn 20 giờ qua, các hoạt động giao tranh tấn công và sơ tán diễn ra liên tục, những miêu tả của binh lính này về những cuộc đụng độ gần đây và sự mệt mỏi mà Istoris và đồng đội của anh trải qua đã cho thấy sức ép to lớn của cuộc xung đột. Hiện đã ở tháng thứ 21, đang đặt lên nguồn lực hạn chế của Kiev cũng như các lực lượng của nước này. Việc Nga có quân đội lớn hơn, nhiều vũ khí và đạn dược hơn đã đặt ra câu hỏi về khả năng đối phó của Ukraine. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Chaloni đã miêu tả về tình trạng bế tắc trên chiến trường trong cuộc trả lời phỏng vấn được công bố tuần này cho thấy một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài sẽ mang đến lợi thế cho Nga và đe dọa Ukraine. Theo ông, chỉ khi phương Tây tăng cường hỗ trợ và Ukraine thúc đẩy sản xuất UAV trong nước thì mới có thể thay đổi cán cân xung đột theo hướng có lợi cho Kiev. Những đánh giá của tướng Ukraine được đưa ra giữa thời điểm mùa mưa có thể khiến cho việc tiến công của quân đội qua các khu vực bùn lầy trở nên khó khăn hơn, sau khi cuộc phản công mùa hè nhằm giành lại lãnh thổ không đáp ứng được kỳ vọng của Kiev. Itorich thuộc tiểu đoàn súng trường của Lữ đoàn Cơ giới 67 ở rừng sebianski tại Lugan. Hầu hết tỉnh này đều đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Giao tranh ngày càng ác liệt trên tiền tuyến chạy từ biên giới với khu vực Belgros của Nga ở phía đông bắc tới Biển Đen ở phía nam. Theo Reuters, hàng chục nghìn binh lính và của cả hai bên đã không qua khỏi trong hơn 20 tháng qua. Và cuộc xung đột hiện nay thì không có dấu hiệu sớm kết thúc. Động thái tiếp theo của Nga và Ukraine sau khi tập trung vào phòng thủ vào đầu năm nay, Ukraine đã tiến hành phản công vào tháng 6 để giành thế chủ động và chia cắt tuyến tiếp tế của Nga bằng cách tiến công về phía nam theo hướng biển Azov. Năm tháng trôi qua, mục tiêu trên vẫn là một giấc mơ xa vời của Kiev. Ukraine vẫn cách biển khoảng 80 đến 90 km, trong khi phòng tuyến Nga gần như vẫn trụ vững. Các cuộc tiến công mạnh mẽ hơn có thể sẽ diễn ra, nhưng cuộc chiến này thì có nguy cơ bị cản trở bởi tình trạng bùn lầy. Michael Kaufman, học giả cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho rằng, xung đột đã đạt đến giai đoạn truyền tiếp khi mà cả hai bên đều giữ thế chủ động tại các khu vực khác nhau trên tiền tuyến. Các cuộc giao tranh dọc tiền tuyến trải dài gần 1.000 km đang diễn ra ác liệt ở các thành phố ở phía đông như Bakhmut, Avdiivka và Kupian, trong khi hai mũi tiến công lớn của Ukraine đang diễn ra ở phía nam, một mũi gần Orykiv và một mũi ở Velika, Novosiska pháo vẫn là hệ thống vũ khí quan trọng trong mùa đông. Đại tá Oleksandr Propop, chỉ huy lữ đoàn trinh sát pháo binh của Ukraine cho hay, theo ông thì pháo sẽ hiệu quả hơn khi mà tấn công các mục tiêu ít di chuyển và đối phương hầu như không có cây cối để ngụy trang. Chuyên gia Kopmans cho rằng lợi thế pháo binh của Ukraine đang ngày càng giảm dần và khả năng sẵn sàng về đạn dược của Kiev đang bị kéo căng. Trong khi đó, Nga đang tích trữ đạn dược với số lượng lớn dần ở ngoài chiến trường, Ukraine đang tìm cách tấn công các hệ thống phòng không, chiến đấu cơ và các tàu chiến của Nga, sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, với hy vọng là các cuộc tấn công này sẽ hạn chế khả năng hỗ trợ lực lượng trên tiền tuyến của đối phương. Trong khi đó, Nga tăng cường sử dụng UAV và tên lửa tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Jakis, một sĩ quan 26 tuổi của Ukraine, cho biết giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột là rất khó khăn và là phép thử thực sự cho khả năng của quân đội. Chúng tôi đã kiệt sức và họ cũng vậy. Nhưng họ có lực lượng và trang thiết bị lớn hơn. Binh lính này cho hay. Nguy cơ đảo chính quân sự ở Kiev Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang dần rơi vào bế tắc. Chiến dịch phản công quân Nga của các lực lượng Kiev ở vùng Zaporizhia từ đầu tháng 6 đã không đạt được những đột phá lớn như kỳ vọng. Giới phân tích nhận định rằng quân đội Ukraine có thể đảo chính vì những diễn biến bất lợi trên chiến trường. Hiện tại có hai thế lực chính ở Ukraine Đầu tiên là Tổng thống Zelensky và văn phòng của ông. Thứ hai là lực lượng vũ trang Ukraine. Có hai người mà chúng ta cần quan tâm khi nhắc đến lực lượng này. Thứ nhất là tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine Oleksandr Sitsky và thứ hai là Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Valery Fedorovich Chaluni. Văn phòng Tổng thống Zelensky đang thực hiện một chiến dịch truyền thông nhằm làm giảm tâm ảnh hưởng của hai cá nhân trên. Đầu tiên là bằng cách đổ lỗi cho thất bại của quân đội Ukraine tại Avdiivka, Kipians cũng như Bakhmut, cho Sitsky khi Jabotin đang rất cần viện trợ thì ông lại điều phối tới 10 lữ đoàn về phía Klitschivka, nhưng lại không thu được bất cứ một bước tiến mới nào tại đó. Mục tiêu của hành động này tới từ văn phòng tổng thống được nhiều bên cho rằng chính là để chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới vào năm sau. Với hai cá nhân trên, rất có thể sẽ đe dọa tới chiếc ghế của Zelensky, nhưng lý do lớn nhất phải là để Zelensky ngăn chặn nguy cơ của một cuộc đảo chính quân sự. Cả Sitsky và Jaluni đều có khả năng huy động được một lượng lớn quân binh, Giả sử trong trường hợp một trong hai người kêu gọi khoảng 10.000 đơn vị từ đâu đó, ví dụ như Kupians, thì ngay lập tức toàn bộ họ sẽ di chuyển ngược về Kiev. Zelensky hiểu điều này và ông cũng nhận ra rằng phương Tây hiện đã gần như không còn đứng về phía mình nữa. Nếu đứng từ góc nhìn của Zelensky, thì chúng ta có thể nói đây là một quyết định đúng. Nhưng nếu như nó là góc nhìn của giới chức phương Tây, thì điều này lại khá là mưu mẹo. Ukraine lên dây cót chiến dịch tấn công bằng UAV vào Nga. Tướng Ukraine tuyên bố Kiev đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái vào Nga, khi cuộc chiến trên bộ dự kiến sẽ tạm lắng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong cuộc phỏng vấn với trang tin Independent hôm 5 tháng 11, Sergei Baranov, người đứng đầu Tổng cục Hệ thống Tấn công Chiến đấu thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, đã tiết lộ về một cuộc oanh tạc trên không mới vào bán đảo Crimea, nơi đặt trụ sở hạm đội Biển Đen, cũng như các khu vực ở biên giới Nga Chúng tôi nhận định tận dụng kinh nghiệm có được trong những năm trước và sử dụng máy bay không người lái để gây ra tác động tàn khốc đối với Nga khi xung đột tạm lắng, tướng Ukraine cho biết. Ông Baranov tuyên bố Ukraine đặc biệt nhắm vào Crimea, nơi ông mô tả là một trung tâm hậu cần quan trọng để ngăn Nga coi đây là lãnh thổ của mình. Nga sát nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Chúng tôi đang tích cực chiến đấu để chống lại điều này. Ông Baranov nhấn mạnh Tuy nhiên, ông Baranov cảnh báo Kiev sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc phản công từ Nga khi mà Moscow đã tích lũy được nguồn lực quân sự đáng kể. Trong những tháng gần đây, lực lượng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là ở khu vực Belgorod và Kursk giáp biên giới, cũng như Crimea. Quân đội Ukraine ngày 4 tháng 11 tuyên bố đã tập kích vào xưởng đóng sửa chữa tàu Jalis hay là Butoma của Nga ở thành phố Kursk trên bán đảo Crimea. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olechaks sau đó xác nhận vụ tấn công đã đánh chìm Askol, một trong những tàu hiện đại nhất của hạm đội Biển Đen Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong một cuộc tấn công diễn ra vào tháng trước, lực lượng Moscow đã phá hủy tổng cộng 36 máy bay không người lái ngoài khơi bán đảo Crimea. Theo các quan chức Nga, Ukraine cũng tiến hành một số cuộc tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái vào Moscow. Trong đó, hầu hết các máy bay không người lái bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ, hoặc phải đổi hướng do gây nhiễu tín hiệu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một số máy bay đã làm hư hại các tòa nhà ở thủ đô của Nga. Đáng chú ý nhất là khu thương mại ở thành phố Moscow. Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine để đáp trả Kiev. Theo ước tính của trang Defense Express, Nga đã sử dụng hơn 500 máy bay không người lái để tấn công Ukraine trong tháng 9. Nga đã dùng hơn 10 tên lửa để tấn công Ukraine trong tháng 9, nhưng con số này đã giảm còn 40 tên lửa trong tháng 10. Giới quan sát cho rằng Moscow đang tích trữ tên lửa cho đợt tập kích diện rộng sắp tới vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Reuters dẫn thông tin từ giới chức Ukraine cho biết, dạng sáng ngày 3 tháng 11, Nga đã tấn công UAV vào hàng loạt hạ tầng của Ukraine ở các khu vực khác nhau. Đây là vụ tập kích UAV lớn nhất của Nga trong vòng nhiều tuần trở lại đây, nhằm vào tỉnh Kharkov ở Đông Bắc, Odessa, Kherson ở miền Nam và Lvov ở miền Tây Ukraine. Đầu tuần trước, Ukraine cho biết Nga đã pháo kích hơn 100 khu vực ở Ukraine, đợt pháo kích dữ dội nhất kể từ đầu năm nay. Giới chức Ukraine những tuần gần đây nói rằng họ đã sẵn sàng cho một chiến dịch tập kích diện rộng mới của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng trước thềm mùa đông, điều Moscow từng làm vào năm ngoái.